Tự với cái đồng vốn của tụi con là không thể nào mua được những cái nhà lớn ở những cái con hẻm lớn được. Tụi con bắt đầu từ những cái ngôi nhà nhỏ xíu ở trong những cái hẻm nhánh nhỏ. Và sau khi mua những cái nhà nhỏ như vậy thì hai vợ chồng của con là vào tự thiết kế, tự sơn phết. Nhiều khi là ẩm sơn cầu thang, con ngồi sơn cổng rào luôn, hai vợ chồng tự làm luôn. Lấy công làm lời á, đúng không? Lấy công làm lời. Chào về mình. Con chào cô chú. Con tên là Nguyễn Lê Nhật Khoa, năm nay 32 tuổi. Vợ chồng con đến từ Cần Thơ. Tụi con đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Wow, vậy đó hả? Và có làm thêm gì nữa không Khoa? Trước đây thì tụi con cũng có đi làm ở những công ty, tập đoàn của nước ngoài. Mà sau này là hai vợ chồng mục tiêu là về hưu tuổi 30 nên tự ra kinh doanh lập nghiệp bên mảng nhà đất. Bây giờ là chuyển qua tới vợ của Khoa nè. Dạ, con chào cô chú. Con tên là Bùi Mỹ Phụng, năm nay 31 tuổi. Con và chồng cùng nhau kinh doanh ạ. Trời ơi, về hưu tuổi 30 thông điệp dễ thương quá, trong khi hai đứa mình á là gần trăm tuổi hai cô chú cộng lại gần trăm tuổi mà chưa nghỉ hưu đó. Chưa con nghĩ thiệt là vậy, trong đầu chưa bao giờ nghĩ tới cái chữ về hưu, tại vì về hưu là cặp đất mà ăn đó. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm mà nghỉ hưu tuổi 30 là của đứa nào, của Phụng hay là của con? Cả hai đứa luôn, có nghĩa là trong thời gian đi lập nghiệp rồi đi làm công ty thì nó cũng khá là vất vả, gặp nhiều cái trắc trở. Thì mình thấy là đi làm mà cũng phải phụ thuộc vào công ty, vào bị trói buộc, nên muốn là tuy là mình nói mình nghỉ hưu tuổi 30 thôi nhưng mà bây giờ tụi con vẫn đang làm, cũng đang gầy dựng nhưng mà cũng đã ổn định về tài chính. Từ nghỉ hưu tuổi 30 tức có nghĩa là các bạn không có làm công nữa mà muốn tự làm chủ chính bản thân mình. Đúng làm rồi. Chủ thời gian và mình có thể cùng nhau làm. Giờ em nghỉ hưu thì sao chị Mụ? Em nghỉ hưu thì chị sẽ mất cái người bạn mà đồng hành trong chương trình Vợ Chồng Son, và sau đó là người ta sẽ thay một cặp luôn á. Hiểu không? Là chị cũng nghỉ hưu theo em luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược về thời gian, hai bạn là gặp nhau trong trường hợp nào? Đầu tiên hai đứa gặp nhau vào năm 2013. Vô tình là hai nhóm bạn đang đi chơi với nhau, trước đó không quen nhau hết. Thì hai nhóm đi chơi thì con thấy Phụng rất là dễ thương, rồi hoạt bát nên cũng đến sinh sống làm quen. Có nghĩa là năm 2013 con gặp Phụng và cái ấn tượng đầu tiên của con là con phái, đúng không? Còn Phụng thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên của con về ảnh là như là một chàng mọt sách vậy. Ảnh đeo kiến, ảnh chải tóc bảy ba, nhìn hơi mọt sách, hơi thư sinh. Con không có ấn tượng tốt cho lắm. Sau mấy lần ảnh cứ năn nỉ và con thấy ảnh có vẻ chân thành, có vẻ hiền cho nên con cho số. Nhưng mà cho số xong về ảnh nhắn tin thì con không có trả lời. Con chỉ định cho đại như vậy thôi, rồi không có định trả lời, cũng không có nghĩ là sẽ tiến tới mối quan hệ này đâu. Ủa Khoa ơi, em nhắn cho người ta mà người ta không trả lời mà em vẫn li lòm và em tiếp tục nhắn rồi làm đủ trò hết trơn vậy. Mình không gạt bỏ cô ấy đi để mình tìm một cái đối tượng khác. Thì mình cũng nghĩ là thôi, con gái thì thường hay làm neo vậy đó. Bất quá tam, mình nhắn đến lần thứ ba rồi. Nếu mà lần này không trả lời nữa thì chắc cũng không có duyên đến với nhau. Sau đó thì ảnh tấn công quyết liệt. Sau đó con bắt đầu mới trả lời lại và thấy là hai đứa là sở thích rất là hợp nhau. Sau 3 năm quen nhau, tụi con có một cái biến cố là con bị chấn thương cột sống, phải xin nghỉ việc và nằm một chỗ trong vòng 3 tháng, không đi lại được tại vì là bị chấn thương khá là nặng. Đó do tai nạn hả hay sao? Do là dắt xe bị sai tư thế và nó bị thoát vị đĩa đệm. Với lại là do trong quá trình đi làm việc á, là ảnh đã phải di chuyển đi công tác quá nhiều cho nên cái cột sống cũng đã bị ảnh hưởng một phần rồi. Nằm trong 3 tháng nằm liệt đó thì là Phụng là cái người mà chăm sóc cho con. Tại sao Phụng lại có một cái điều gì đó đặc biệt để mà đến mà chăm sóc cho ảnh? Trong quá trình quen nhau thì con và ảnh cũng đã xác định là hai đứa rất là yêu thương nhau rồi. Khi mà ảnh bị chấn thương là lúc nào trong đầu con cũng nghĩ là mình phải kề cạnh để chăm sóc cho ảnh. Hai đứa đi làm phụ thuộc vào lãnh lương hàng tháng, bây giờ ảnh lại nằm một chỗ, con thì cũng phải nghỉ việc để chăm sóc ảnh, như vậy là con cũng thấy rất là nản chí. Nhưng mà trong thời gian đó ảnh lại là người động viên ngược lại, khích lệ con, nói là anh sẽ không sao đâu, rồi anh sẽ phục hồi, rồi em yên tâm, có anh ở đây là anh sẽ có thể làm được tất cả mà. Có nhiều khi hai đứa ôm nhau mà khóc thì nói không biết tương lai sẽ ra sao. Khi mà thất nghiệp rồi bị chấn thương, mình tự nghĩ trong lòng có khi nào bị tàn phế suốt đời không. Đúng. Nhưng rồi. Mà mình nghĩ là nếu mà mình không giật dậy, không động viên cái người bên cạnh mình, làm sao có thể cùng nhau cố gắng. Khi mà thấy có Phụng chăm sóc rồi động viên mình á, thì mình cố gắng vượt dậy, mà sau 3 tháng thì là nịch lưng để đi xin việc làm. Mà trong 3 tháng đó là tiền đâu mà hai đứa xài, giờ Phụng cũng phải nghĩ để chăm cho con. Dạ, dạ. Trong 3 tháng đó là tụi con xài bằng tiền tích góp được từ những cái năm trước đó đi làm á. Ví dụ như nếu mà làm 30 triệu thì tụi con chỉ xài khoảng 6 triệu thôi. Còn lại là chi phí
kia là để dành để làm vốn. Rõ ràng là hai bạn này vẫn có một cái sự dự trù kế hoạch cho tương lai từ những cái ngày đầu mà yêu nhau, đúng không? Dạ, một cái sự quyết tâm. Đúng rồi, lúc trẻ đã như vậy rồi. Thế thì 3 tháng đó là có xài hết cái tiền mà tích lũy không? Dạ không, tụi con cũng ráng tiết kiệm. Vẫn còn đúng không? Dạ, vẫn còn rồi. 3 tháng là con quay lại công việc cũ hay là con tìm công việc mới? Con tìm một công việc mới gần nhà. Bạn có thành công không? Công việc đó là mình chấp nhận, là trước đây là con đã từng làm quản lý và trưởng phòng kinh doanh. Thì sau này qua làm thì mình phải chấp nhận vào xuống vị trí nhân viên kinh doanh, tại vì mình đã nghỉ công ty cũ rồi. Nhưng mà từ nhân viên kinh doanh đó và từ cái khó khăn đó, con đã vực dậy và con 2 năm sau là con đã lên được vị trí giám đốc kinh doanh của một tập đoàn nước ngoài của Pháp. Giỏi quá. Wow, quá giỏi luôn. Sau cái sự cố đó là làm đám cưới luôn không? Hay là bao nhiêu lâu nữa mới cưới? Sau cái sự cố mà con bị chấn thương thì con thấy đây là đúng là cái thời điểm mà nên cầu hôn cưới phụng làm vợ. Đến lúc mà cầu hôn á thì có lãng mạn không? Có tình cảm nó ướt át không? Nếu mà đối với người ngoài á thì đó là rất là lãng mạn. Nhưng mà đối với con là trong cái hoàn cảnh là ảnh muốn con bất ngờ. Hôm đó là ảnh chỉ nói với con là hôm nay là anh có hẹn với bạn hát ở một cái quán cà phê. Thì con lúc đó đi làm về con cũng hơi mệt. Mới đầu là con tính là không đi rồi. Cái ảnh năn nỉ quá, anh nói đã lỡ hẹn hết rồi. Thế vậy con đi mặc nguyên bộ đồ đi làm, đi luôn vào quán á. Bạn của ảnh đang hát, con đang ngồi xem á. Thì ảnh đi vệ sinh. Sau đó là ảnh lù lù đi từ phía sau lên mặc bộ vest đi lên sân khấu, là con thấy trong lòng con cũng hơi hồi hộp rồi. Ảnh cầu hôn và mời con lên sân khấu. Mình còn đang mặc bộ đồ đi làm, không hề make up không được, không có tha son luôn. Con sượng, con đơ hết, nhưng mà vẫn bị ảnh kéo lên trên. Bạn bè và mọi người trong quán đều tán thưởng và kêu là đồng ý đi, yes. Bao lâu thì hai đứa mới đám cưới? Kể từ cái lúc mà ảnh cầu hôn. Cầu hôn là vào tháng 9 năm 2016. Thì là tháng 11 năm 2016 là hai đứa kết hôn, tổ chức đám cưới. Cũng 6 năm, gần 7 năm rồi đó. Dạ, tụi con vừa kỷ niệm ngày 6 năm ngày cưới vào tháng 11 rồi. Tháng 11? Dạ. Ủa, bây giờ là hai đứa là có mấy baby rồi? Dạ, hiện tại tụi con có một bé, 5 tuổi. Sau hôn nhân á, là bắt đầu tụi con thực hiện cái chiến lược mà gọi là nghỉ hưu tuổi 30 như thế nào? Trong thời gian mà đi làm công ty đồ đó thì tụi con cũng có làm những cái nghề tay trái, mở tiệm trà sữa, rồi mở thêm tiệm điện thoại, mở thêm nhà phân phối bánh kẹo. 4-5 lần thì đều thất bại hết. Thất bại cái vốn bỏ ra nó nhiều không con? Dạ, mỗi lần như vậy á, thì tụi con đều cân đối cái nguồn vốn từ cái tiền tích góp đi làm của tụi con đó. Hai đứa tự trang trí tiệm, tự làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí. Khi mà làm không thành công nên nó hẳn là dẹp tiệm thì nó cũng có lỗ vốn, nhưng mà ít, tụi con sẽ gán cân đối và để sang đồ để không bị lỗ. Cũng nhưng, vẫn còn có thể gồng được đúng dạ, không? Dạ, nhưng mà vẫn luôn nung nấu trong đầu là phải có kinh doanh, phải vừa đi làm vừa tìm thêm một ngành nào đó để kinh doanh, vừa có tay mặt tay trái, chứ không thể nào phụ thuộc vào một đồng lương đi làm được. Cho dù có thất bại nhiều đến mức nào cũng phải làm lại từ đầu. Và sau đó là tụi con bén duyên với cái ngành là bất động sản. Chồng con từ nhỏ là đã quyết tâm học và học rất giỏi. Ảnh từng đạt học bổng tiến sĩ đi du học bên Đan Mạch luôn. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình là không có khấm khá, sợ là gánh nặng cho ba mẹ, cho nên ảnh quyết tâm là đi làm sớm, tốt nghiệp đi làm sớm chứ không học tiếp nữa. Đi làm là ảnh đã làm những tập đoàn nước ngoài, làm vị trí là trưởng phòng, giám đốc, cho nên lương một tháng cũng khoảng mấy mươi triệu, rồi tụi con tích góp lại để làm vốn kinh doanh. Tụi con hai đứa lên mạng tìm và tự chạy xe máy đi từng con hẻm, nhiều khi là lội bộ đi từng cái ngõ hẻm nhỏ luôn, tại vì thực sự với cái đồng vốn của tụi con là không thể nào mua được những cái nhà lớn ở những cái con hẻm lớn được. Tụi con bắt đầu từ những cái ngôi nhà nhỏ xíu ở trong những cái hẻm nhánh nhỏ. Và sau khi mua những cái nhà nhỏ như vậy thì hai vợ chồng của con là vào tự thiết kế, tự sơn phết. Nhiều khi là ảnh sơn cầu thang, con ngồi sơn cổng rào luôn, hai vợ chồng tự làm luôn. Tức là lấy công làm lời đó, đúng không? Lấy công làm lời. Dạ, đúng rồi. Ảnh sẽ lo việc mua bán, còn con sẽ lo việc thiết kế, trang trí, phối màu cho ngôi nhà. Quá. Rồi bây giờ tụi con có mấy căn nhà rồi? Nói thiệt đi. Hiện tại thì tụi con đang có một cái căn mặt tiền gồm 5 căn liền kề, sơn màu cầu vồng, gồm 5 màu để sơn tặng cho vợ con, biết vợ thích màu sắc. Ở mặt tiền đường Đề Thám, Cần Thơ. 5 căn mà liền kề là tưởng tượng đi, cái diện tích nó khủng khiếp lắm. Dạ, diện tích cũng vừa thôi, cô chú ơi. Để được cái đề ngang mà đang cho thuê bán làm dãy chợ và bán ăn uống ở cái đường đó là phố ẩm thực. Rồi vậy thôi, khỏe luôn, vậy là có tiền đi du lịch vậy.
dài rồi, khỏe lắm. Thôi bây giờ chúng ta đến cái phần kia đi, vạch lá tìm sâu. Hai vợ chồng ở với nhau coi như là cũng 6 năm rồi. Nếu mà tính là quen nhau luôn là 9 năm. 9 năm, không tính từ cột mốc thôi, về ở chung nhà đi. Đó. Ở chung nhà là 6 năm thì có những cái điểm gì chưa hài lòng ở người ấy không? Đó thì giờ ai là người sẽ khui trước nè? Là con đi, ảnh là... cho tại vì là ảnh đã từng làm đến vị trí giám đốc quản lý nhiều nhân viên cho nên ảnh rất là yêu cầu cao trong công việc, ảnh rất là đúng giờ. Con lại hay điệu đà, hay lại hay thích soạn đồ màu mè cho cả nhà nữa, cho nên là hơi chậm trễ là sẽ bị ảnh la rất là nhiều, nhiều khi là cãi nhau luôn. Ảnh hay la con đúng không? Dạ, đúng là rồi. Một tật xấu, tật xấu. Hay la mà trong cái đó là tự khui mình luôn. Tật xấu mình luôn thì đó, thì cái gì nó có lửa mới có khói chứ, có khói mới có lửa chứ lộn. Cái này coi như huề là tại vì lỗi của con, đúng rồi, tại là mê quá cho nên là bỏ. Có gọn gàng sạch sẽ không hay là bừa bộn bê bối rồi là về một mình ơn con dọn dẹp hết? À dạ, lúc đầu á thì ảnh cũng hơi có hơi bừa bộn. Đồ ảnh mỗi thứ ảnh vứt một nơi. Nhưng mà sau nhiều lần bị con la, con giận dỗi thì ảnh đã sửa được. Ảnh rất là mê xe. Mê xe hơn mê vợ không? Nếu mà hơn mê vợ thì mới là tật xấu nha. Dạ, còn nếu chỉ mê xe thôi á thì chưa phải là tật xấu. Cho tới hiện tại là ảnh đổi xe 3 lần từ lúc tụi con kinh doanh đến giờ, cứ mỗi năm là ảnh lại đổi xe một lần. Xe hơi là xe mô tô? Dạ, xe ô tô ạ. Mỗi lần mà đổi xe đó là nói một cái là có liền luôn hay dạ, là không, ảnh phải làm cái gì đó? Con đâu đồng ý đâu, nhưng mà mỗi lần con không đồng ý như vậy thì ảnh lại bắt đầu chiến thuật là năn nỉ, nói đi xe này mỏi lưng quá rồi xe lưng anh đau, đem cái cuộc sống ra để khè người ta, để dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bị thao túng tâm lý, đúng rồi, đúng rồi. Xe em đổi chưa? Đúng rồi, 7 năm con chiếc đó. Bây giờ em về em dùng cái phương pháp này em thao túng tâm lý con Liên đi, không có xi nhê gì với người ấy rồi chị ơi. Nhé, ai biểu hồi trước lựa chọn là sao, trước không mỏi lưng, bây giờ mỏi lưng là sao dẹp. Anh đã từng nói với em sao lựa chọn là hạnh phúc. Vợ tôi không có thao túng tâm lý bà được đâu, tâm lý bà vững như bàn thạch. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của vợ con thì mê mua sắm, coi món hàng trên mạng, coi livestream hoặc là shipper thì ngày nào cũng kiếm cũng gọi hết, biết thì quê với hàng xóm luôn, ở đâu mà mua quá trời. Có cái nào mà mình ship về mà mình quên á, mình không có sử dụng luôn? Có những món đồ con để mấy năm mà chưa nhiều có lắm, chưa đụng tới luôn. Dạ. Chị nói em cái này em không cần phải hỏi luôn á. Tất cả những cái người mà mê đặt đồ, mê shopee trên mạng á, nói chung là mê những cái đó là thường là luôn luôn á mua đồ chồng chéo lên nhau và quên mất cái món đồ đó. Chà, như vậy mua sắm vậy chắc đi du lịch chắc sắm đồ nhiều không? Hai vợ chồng con vừa hoàn thành chuyến đi châu Âu 4 nước, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Vatican vào tháng 10 năm 2022. Đi bao nhiêu ngày? Dạ, là đi trong vòng 15 ngày. 15 ngày, Tụi con là gia đình sắc màu, nên lúc mà đi chơi du lịch thì trong vòng 15 ngày là mỗi ngày là một màu. Trong bảng màu là không thiếu màu nào hết. Là đem theo 7 cái vali. Tôi muốn đuối luôn vậy đó. Ủa là 3 người thì được 6 cái thôi chứ, 6 cái vali thôi chứ. Nó tính theo ký. À vậy hả? Bảy cái vali. Rồi ai rồi hai vợ chồng chia ra. Mỗi đứa 4 cái, đứa này 3 cái. Phụng giữ bé 3 cái, con 4 cái. Cục lưng vậy đó mà phải sắp cho. Rồi kéo sao chị? Em không hình dung được, kéo. Kéo 2 cái vô trước xong rồi quay ra kéo thêm 2 cái vô sau. Còn thật xấu gì nữa nè? Điệu mất rất nhiều thời gian, như hồi nãy cái thời gian đó nó là nhiều khi là có hẹn rồi nhưng mà nãy có tự thú rồi đó, là bị điệu quá. Là đợi quá lâu. Giờ dây thun á. Thực ra là hai bạn này á, là đã quen nhau, yêu nhau là coi như gần 9 năm rồi. Cho dù những tật xấu nó có phát hiện ra từ cái năm đầu yêu nhau thì bây giờ chắc cũng đã là tôi luyện hết rồi. Dạ, đúng rồi. Từ từ thay đổi hết rồi thì mới có thể bền vững vậy được, đúng không? Nhưng mà bây giờ tụi con mong muốn cái điều gì ở nhau để mà hoàn thiện hơn nữa? Giữa dân số 100 triệu dân của Việt Nam mình mà tụi con đã tìm được mảnh ghép còn thiếu của nhau, bao nhiêu khó khăn thử thách mà tụi con đã vượt qua thì thấy là không có gì để làm khó tụi con nữa. Tại vì đã tìm được cái người như là tri kỷ, người bạn, tụi con xem như là bạn của nhau vậy đó. Thế là còn con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của con là ảnh bớt hung dữ lại. Ủa gì? Hung dữ hay la vợ bớt hung dữ lại, bớt đổi xe lại. Khoa, con đã nói được cái điều là cô nghe cô thích ghê, tức là biết bao nhiêu người dân
ha, mà tự dưng hai đứa con tìm được nhau, đúng không? Tìm được nhau và gắn kết với nhau nay cũng gần thập kỷ rồi. Mình đã lựa chọn nhau rồi. Lựa chọn nhau có nghĩa là mình đã lựa chọn cái hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Và cái hạnh phúc nó đang tồn tại trong cái gọi là cái tầm tay của mình rồi, thì mình phải giữ. Không gì có thể đánh đổi được cái mình đã chọn lựa. Thường người ta cứ hỏi là hạnh phúc là gì? Đơn giản lắm. Hạnh phúc là lựa chọn. Yêu thương hóa giải những giận dỗi, mâu thuẫn. Có nghĩa là mình chỉ cần yêu, mình yêu thương nhau thì mình sẽ hóa giải được tất cả mọi thứ. Cảm ơn hai vợ chồng và chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn nữa và thành công hơn nữa với cái công việc mà chúng ta đã lựa chọn nha. Hôm nay em bé có mang theo không? Dạ có. Ủa dạ, dạ, bé mặc cái bộ đồ màu vàng trắng dạ, giống hai vợ chồng không? Con dạ, con gọi dạ, con xuất hiện đi. Con gọi con vào đây đi. Trời ơi. Xuất hiện một cái là biết con của ba mẹ con liền luôn á. Đây. Đây. Rồi. Một set đồ luôn. Đây, tặng con. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Rồi, thôi hai vợ chồng đứng lên với em bé đứng lên cho thấy cho đẹp coi nào. Trời ơi, một gia đình sắc màu. Rồi. Trời mai vàng rực rỡ ha. Rồi, đầu năm đây, đầu tháng con thấy vàng hè như thế rồi đó. Rồi xin cảm ơn gia đình màu sắc. Chị giới thiệu về mình. Tiên xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và các khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Những ngày đầu năm mới thì xin kính chúc các anh chị và khán giả năm mới an khang thịnh vượng, năm mới nhiều bình an. Thì em tên là Nguyễn Thành Trung, nay 37 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng em hiện nay đang ở Gò Vấp. Trung làm nghề gì? Em thì hiện nay đang công tác trong công ty kiểm toán. Dạ. Mời vợ Trung. Dạ xin chào mọi người, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Ngô Thị Hạnh, năm nay 36 tuổi, làm kế toán thuế và cũng sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Một bên là kiểm toán, một bên là thuế. Vậy là cuộc sống có nghĩa là rất là nhiều con số đúng không? Dạ. Tôi nói thiệt, hai vợ chồng này chắc tính chắc không ai tính lại. Nghĩa là ông chồng mà muốn tính hơn cô vợ cũng không được, mà cô vợ tính hơn ông chồng này ông cũng biết hết luôn. À đúng không? Rồi bây giờ hai vợ chồng chia sẻ cho Thuận được biết coi cái lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là như thế nào. Và có gặp nhau ở đâu đó nó có liên quan tới những con số không? Dạ không, thì tụi em thì cái là học chung trường cao học. Em bắt đầu học từ 2009. Thì 2011 thì tụi em có bắt đầu có quen biết với nhau tại vì chung lớp. Mà chỉ là quen biết sơ sơ thôi đúng không? Dạ. Bạn học thôi. Mà lúc đó là mấy tụi em lúc đó là bao nhiêu tuổi? 23. 23 tuổi vậy dạ. Đã học đại học rồi là đúng không? Học đại học xong là bắt đầu học lên thạc sĩ. Thì là lớp thạc sĩ thường là mọi người đó đi làm hết rồi. Có nghĩa là mọi người đều có công việc, xong rồi có việc học của mình. Lúc học cao học thì thường là học sau giờ làm á. Cũng khá là mệt. Là mệt mỏi. Dạ, tụi em thường vô cũng chỉ tập trung vào cái học tập kiến thức thôi. Lý do sao mà quen được nhau? Tới năm 2011 thì trong cái quá trình học thì cũng có tình cờ để ý là có một cái cô nàng cứ thường là vô trễ, ngồi đầu bàn, mặc đồ rất là nổi. Em sắc màu luôn á. Em cứ ấn tượng cái cô gái đó. Thì em cứ để ý một thời gian thì em có hỏi qua cái anh lớp trưởng á. Thì cái thông tin số liên lạc cũng tình cờ thì cái năm đó là cũng mới biết là chị đó cũng mới chia tay bạn trai. Là chị này đúng không? Để giờ anh kể là chị này đúng không? Có nghĩa là em đi làm rồi đúng không? Đúng rồi, lúc em đi học là bắt đầu chia tay. Rồi cái lúc mà em có cái đối tượng mà đang file down cái lý lịch của mình á, em có biết không? Em có biết không hay là em vẫn thờ ơ với mọi chuyện? Dạ không, cái hồi đầu có nghĩa là lúc mà bắt đầu đi học á là em vẫn còn đang quen bạn trai. Thì sau đó chia tay, nhưng mà kiểu lúc đó mình có bạn trai rồi thì sẽ không để ý đến đối tượng nào hết. Đi học là đi học thôi, rồi lớp đông lắm. Xong rồi có anh lớp trưởng thì em là trong cái ban là ban cán sự lớp á, thì cũng giữ tiền quỹ hay gì á thì anh cũng nói thì thôi, mình không nhớ mặt ai hết á, cho đến khi ảnh nhắn tin rủ đi ăn kem thì cũng đi cho vui vậy đó. Xong lúc đi thì ảnh vô chỗ ảnh nói nhiều lắm, bị khớp baby màu nó quá trời, em thì ít nói nữa, mà cái gu của em là con trai là kiểu ít nói thôi, lạnh lùng kiểu làm cho ta thấy chững chạc á. Rồi nó quá trời nói luôn, nói mình không xem gì hết, nguyên buổi là nói không à. Xong đi về khỏi nói chuyện luôn. Mà cái ấn tượng đó là ấn tượng nó không được tốt á. Là cũng không thích lắm nhiều quá. Với lại mình cũng đề phòng đúng không? Thường đàn ông nói nhiều quá là chắc là bị lợi lắm á. Dạ đúng rồi. Đúng không? Vậy sao cho người ta cơ hội để mà đến với mình? Ý là sao quen được á? Dạ thì ảnh cứ nhắn tin rồi cứ gọi điện rồi cứ lân la miết, rồi thì nó cũng cứ theo dòng đó. Nước chảy đã mòn lắm không? Cái ngày nào em thấy em mòn. Tức là sau cái gặp nhau đó là bao lâu thì em thấy là em đã mòn rồi? Khoảng trong thời gian khoảng 3 đến 4 tháng.
dài quá. Dài quá. Tưởng đâu mấy ba, tưởng đâu mấy năm thôi á. Anh chơi cái chiêu mà giống như là ta gọi là giống như hay than thở á, ví dụ như là anh đang đứng đây rất là buồn rồi rất là lạnh mà nhớ em. Dạ đúng rồi. Là mình cảm thấy rất là xót vậy đó. Cứ thế là thời gian đến lúc nào, hành động nào mà em chấp nhận anh? Em nghĩ là về con người đi, ảnh em thấy được là lo nghĩ về cho gia đình nhiều. Em kiểu thích những người mà quan tâm rồi lo lắng cho gia đình. Nên em đồng ý quen. Để em hỏi coi là cái cách tỏ tình của ông ấy như thế nào. Đó, em cua làm sao? Cái lúc mà tỏ tình với cô ấy mà cô ấy đồng ý đó, ở lúc đó làm sao chung? Em nghĩ cái ngày mà vợ em chấp nhận em thì em lại đi coi cái kịch đó. Cái kịch đó chắc hồi xưa chỉ rạp chị Hồng Vân là hay hay. Ủa vậy hả? Làm nhiều. Ủa vậy là coi kịch Phú Dẫn kịch Người Vợ Ma. Cái vợ đó là xe duyên biết bao người. Sợ lắm luôn. Em biết không? Một cái đùng một cái là bà nhảy vô trong lòng ổng ngồi. Đó, là dính luôn. Sợ đó. Đấy. Ừ, sợ lắm em. Nắm tay. Ít nhất là nắm tay nha. Bóng nắm tay vậy đó. Ừ, sợ hãi. Xong bắt đầu là xích lại gần, xích lại gần. Đúng cái kiểu vậy đó. Ừ. Cái lúc đó là cô ấy có nhảy sẫm vô người của em không? Dạ, thật ra cũng không, nhưng mà cũng có cầm tay rồi đó. Níu kéo rồi kéo đó. Đúng rồi, là dính luôn. Dạ. Là sau trong tháng đó, trong đêm đó không có tỏ tình gì hết trơn. Dạ, thực ra thì sau đó thì em cũng cảm nhận được cái tình cảm rồi. Thì tình cảm nó từ từ nó lớn lên. Rồi tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Tụi em thì yêu nhau khoảng hơn một năm thì làm đám cưới. Hồi nãy là tỏ tình là cũng nói chung nó cũng không có lãng mạn lắm. Nhưng mà cầu hôn, cầu hôn thì ổng có lãng mạn không? Lãng mạn không? Dạ có. Ông có làm hôn một cái điều gì đó bất ngờ với em không? Bất ngờ thì có ạ. Hôm đó là 14 tháng 2 luôn. À, ảnh mời đi ăn. Ừ. Xong rồi lúc ngồi ăn xong bắt đầu đưa ra là hợp đồng. Hả? Ký hợp đồng. Hợp đồng hôn nhân. Người nào soạn? Đúng không? Ảnh soạn. Cái đó em soạn. Và có thể kể một số điều khoản trong hợp đồng. Yêu cái đó nhưng mà em nhớ em sợ trên mạng mà vậy em quên rồi. Cái hợp đồng đó thì giống như là hai vợ chồng thì cùng gắn bó với nhau trong cái quá trình cuộc sống đó, chia sẻ với nhau những cái khó khăn gì cùng vượt qua. Đi đường khi anh chở không được nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược có không? Nói chung là cũng có nhiều những cái điều như vậy á chị. Dạ. Ờ, có những cái đáng yêu đó. Lương anh có bao nhiêu thì đưa vậy vui rồi. Ờ, đó, đó, ví dụ đó. Lương anh có nhiều xài nhiêu nghe em. Đó, ví dụ. Ủa nhưng mà có những cái điều khoản nào mà nó gây cho em khó khăn không? Không, anh đã chuẩn bị hết rồi thì giống như là đã anh gọi là perfect hoàn hảo rồi. Là lựa những cái câu nào hay hoặc là những cái gì mà cảm thấy là hai đứa cần phải tương hỗ nhau trong cuộc sống sau này á, nên rất là bình thường ạ. Rồi em bao lâu thì em mới ký? Ký liền chứ ạ. Ký liền? Ủa tại sao lại ký nhanh vậy? Em nghĩ là thời điểm đó chắc em sợ em ế. Nhiêu tuổi rồi mà sợ ế cô? Đó là 25, 26 rồi ạ. Trời ơi cô ơi là cô. Không, tại cái thời... Tôi mới lấy chồng nên là cô. Tôi 36 tôi mới lấy chồng. Như vậy sau đó là lấy nhau. Bây giờ là tụi em đã sống với nhau được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là năm nay vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Một thập kỷ rồi. Dạ. Wow. Là có con mấy đứa rồi? Em có hai bé trai. Bé 9 tuổi với bé 5 tuổi. Vậy đó hả? Có mong có bé gái nữa không? Không. Đủ rồi phải không? Đủ rồi phải không? Vậy thì cái thời gian mà tụi em mới cưới á, nó có những cái gọi là hòa hợp với nhau nhanh nhất có thể không? Hay là nó có những cái mà chưa hiểu nhau rồi về rồi bắt đầu nó lòi ra những cái chẳng hạn như về khủng hoảng tâm lý hay là cãi nhau rồi này kia nọ có không? Có chứ ạ. Hồi đầu về là em bị khủng hoảng luôn á. Đúng hả? Là cái kiểu mà khủng hoảng tiền hôn nhân hay là trong hôn nhân đó. Nói tiền hôn nhân về một cái là thấy thay đổi hết luôn. Ừ. Lúc mà anh quen là trời ơi rất là lúc nào cũng sức nước hoa rồi anh mặc nó sạch sẽ ha rồi chải chuốt rồi về là đồ đạc là quăng tùm lum hết á. Ừ. Có khi không tắm luôn. Ừ. Nói chung là ở giờ ở bận là đủ hết trong cái đó là giai đoạn đầu. Dạ giai đoạn đầu là vô cái kia luôn đó. Cái tật xấu đó phải không? Tật xấu luôn đó. Đó đúng rồi. Đó là giai đoạn đầu là vậy luôn. Dạ giai đoạn đầu là em khủng hoảng thật sự khủng luôn. Khủng hoảng về ngoại hình anh ấy, về hình thức của anh ấy. Đúng rồi, với cả phong cách ở nó cũng khác nữa. Có bạn này gọn gàng, đúng rồi mình gọn gàng còn bê bối đó. Nhưng mà bây giờ còn không? Cái tính nó còn không? Dạ vẫn còn chứ ạ. Giống như là người ta nói qua thời gian là nó được sửa đổi, được hoàn thiện không? Nó trường tồn qua thời gian. Đẳng cấp đó, đẳng cấp là mãi mãi. Thôi gì nữa, thôi gì nữa. Sẵn là em kể luôn á. Anh không biết nấu ăn, không biết phân biệt được cả củ hành củ tỏi luôn á. Anh không xuống bếp luôn á. Như vậy là có nghĩa là đó giờ là không có vô bếp. Dạ đúng rồi, tại vì mẹ nội trợ á thì mẹ sẽ lo hết đó. Vậy thì việc nhà với chăm con anh có làm không? Dạ, hình như là không.
Chết rồi, em... giờ ông ngồi ôm mấy con số của ông không hả trời. Khi nào mà em gọi là phải nói là gọi là sai á thì mới làm, còn không sai thì tự khắc là không có việc gì để làm hết. Rồi còn gì nữa nè, nhậu nhẹt thì sao? Dạ nhậu nhẹt thì nhậu nhiều, nhưng mà do cái tính chất công việc á thì chỉ có yêu cầu là nhậu ít lại thôi, chứ còn tính chất công việc là bắt buộc. Bắt buộc. Vậy là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất trong những cái em vừa kể? Đó là cái việc là tự chủ động chia sẻ công việc nhà với vợ thôi. Em chia sẻ thêm xíu là vợ em thì cái kia là tính hơi, đòi hỏi hơi hoàn hảo, cũng có những lúc em chủ động nhưng mà vô làm sai hay bị la. Nên là biết là em thấy bị la nhiều quá nên em thấy khi nào sai thì em làm luôn. Rồi chị kết luận luôn, cầu toàn quá đúng dạ, không? Cầu toàn quá. Đó là một cái tật xấu luôn. Đúng rồi, bây giờ kể luôn đó. Đó là một tật xấu luôn chị. Đã một người không biết làm, đúng không? Em không biết làm việc nhà, em không biết nấu nướng. Nhưng mà vợ sai thì thôi mình cố gắng mình làm, thì làm sao mà đạt được cái yêu cầu như là một người cầu toàn như em mong muốn được. Chứ mình do ba mẹ hồi nhỏ cũng không có cho mình làm nhiều á, nên mình cũng không biết làm. Rồi tiếp nhát đi. Nhát lắm ạ. Nhát giống như sợ lửa vậy đó. Sợ bọng tay chẳng hạn, cầm dao cũng sợ nữa, nên nói chung là nhát nhát cái đó. Thế thành thử ra không có vô bếp. Mặc dù em rất là thích hai vợ chồng cùng làm rồi cùng chia sẻ gì vậy, cùng rửa chén hay gì đó là no. Không bao giờ. Bộ rửa chén cũng sợ nước nữa hay gì? Dạ, không sợ rửa chén thì bình thường. Mọi người ăn sẽ bị đau bụng hay gì đó, nhưng mà em nói không sao. Rửa bẩn thì em rửa lại, cứ rửa đi. Bây giờ em cho ông làm một cái nhiệm vụ sau cùng đi. Là ông tráng thôi. Ông tráng rồi ông úp vô trong chạng thôi, trong chỗ ấy, đúng không? Vậy đi, cho nó vui, có vợ có chồng rồi sát bên cho nó vui vậy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Em kể tiếp tật xấu vợ em đi, chứ nãy giờ em bị lên án quá rồi. Và có hay ăn hiếp chồng không? Khi mà giận nhau thường là vợ hay giận, la thằng em thường cũng hay đi ra ngoài hoặc là em nghe. Hay giận không? Một tuần giận mấy lần? Cũng không phải hắn hay giận đâu, nhưng mà hay la thôi. Hay la. Do vợ em cũng ở sạch lắm. Cứ... Chắc là cằn nhằn á. Dạ, cứ... Cằn nhằn. Dạ, kiểu cằn nhằn vậy đó. Vợ em thì ở sạch lắm, cứ về là cứ lâu lâu chùi chùi. Đúng rồi nè, nhiều lúc áp lực quá, về nhà chỉ muốn thảnh thơi, chỉ muốn thư giãn thôi. Mà về nhà bị bắt cằn nhằn, có khi nào la lại không? Cũng có thỉnh thoảng, mà hôm nào ví dụ như là hôm nào mà say say về anh tí men á mới dũng cảm. Chứ bình thường thì không. Có rượu vô mới dũng cảm đúng không? Dạ. Nhưng mà mỗi lần vợ em giận á, vợ em có nói cho em biết là vợ em giận cái gì không, hay là chỉ có tự anh phải đoán là coi em giận anh cái gì? Thì đó, phụ nữ có cái đó, chị nghĩ là muốn mình làm gì thì không bao giờ nói thẳng đâu, nhìn phải nhìn sắc mặt rồi nói mé mé. Tức là phải đoán ý đó đúng dạ, không? Dạ, phải đoán ý đó. Nên là nhiều khi em cũng hiểu, khi cũng chấp. Mệt không em? Mệt, như kiểu mệt. Sự anh mà rơi vào trường hợp đó anh rất mệt. Tới bây giờ em cảm nhận là bây giờ cái gì phải nói thẳng. Chứ mé mé mệt, đoán ý rất là mệt. Nhưng mà tại vì vậy nè, có nhiều khi á, nói hoài rồi cái cũng vậy hoài á, nhiều khi mệt mỏi không muốn nói nữa. Nói thành trơ trẽn á, em đúng đúng đúng. Đúng rồi. Vậy giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì nhất trong những cái mà em đang suy nghĩ trong đầu em nè? Đối với việc nhà thì nói chung là em cũng có thể chia sẻ được, nhưng mà mình yêu cầu chồng á thì có thể là nó nhẹ nhàng hơn tí. Là có thể là chỉ cụ thể hơn. Chứ nhiều khi tại vì em thì cũng hơi bụng bề á, nên là nhiều khi làm cũng không đạt ý, dễ bị la nên em cũng lười luôn. Thứ hai là vợ có thể là bớt thời gian, có thể là nấu ăn cho nhà ăn nhiều hơn. Thì em thì cũng người Bắc á, cũng thích bữa ăn gia đình. À, tức là hiện giờ là vợ nấu ăn ngon không? Vợ thì nói chung là cũng nấu ăn được. À, mà giờ em muốn ăn cơm vợ nấu đúng không? Giống như những đứa trẻ thích ăn cơm mẹ nấu vậy đó. Chồng là thích ăn cơm vợ nấu. Đó là một cái nhu cầu mà thực sự là của tất cả những ông chồng đó em. Thực sự luôn, nhiều khi vợ nấu ăn không ngon đâu, nhưng mà vợ nấu cái ăn đã ngon. Cảm thấy là thiệt. Cái ngon về tinh thần á, về đầu óc nó sảng khoái. Thì chị thấy là cái yêu cầu của chồng đó là chính đáng đó em. Còn cái vấn đề sắp xếp công việc nhà đó, đó thì như chị nói đó, cho ông tráng cái nước bước cuối cùng. Em lựa cái nào mà dễ nhất có thể, miễn là anh đứng bên cạnh em, hai chồng mình cùng làm, đó là vui rồi. Được không? Dạ được chứ, thì thường hai vợ chồng cũng hay làm chung. Thực sự em có thích được làm chung với vợ hay không, cái đó là điều quan trọng. Đúng đúng, chính xác ạ. Mình phải chọn lựa thôi. Thì cái nếu mà nói mà thích thì cũng không hẳn, nhưng mà ý là em có thể chia sẻ được với công việc với vợ. Trời ơi, có như là 10 năm ha. Dạ, 10 năm. Gần 10 năm bên cạnh nhau rồi. Cho dù có cãi nhau đi chăng nữa thì là vẫn phải vẫn yêu thương. Vẫn phải yêu thương, bởi vì đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc, hiểu không? Dạ. Là yêu thương nhau là trên hết tất cả mọi thứ, đúng không? Nhiều khi bực vậy thôi, nhưng mà trên hết là mình đã yêu vợ mình từ cái ngày đầu gặp rồi. Một cô bé chuyên môn đi học trễ và mặc đồ sắc màu. Không ra để coi. Những lúc đó em cứ nghĩ đến điều đó, cái tự nhiên em
dễ thương lắm, giảng lại hết tất cả mọi thứ. Yeah. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, vợ chồng con xin chào cô chú Đức Thuận và cô Hồng Vân. Con là Nguyễn Hoàng Phi Vũ, 29 tuổi, thì hiện tại con đang làm bên chứng khoán. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin giới thiệu, con tên là Ngọc Huyền. Con sinh năm 94. Nghề nghiệp của con hiện tại là kỹ thuật viên xét nghiệm ạ. Con làm ở đâu? Dạ, con làm ở phòng xét nghiệm 548 ở đường Nguyễn Chí Thanh. Hai đứa gặp nhau, yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, tụi con yêu nhau thì khoảng một năm, sau đó cưới. Là gặp nhau năm 2020 à. Rồi gặp mới cưới à? Có lẽ ông bé đi xét nghiệm. Ông đi xét nghiệm. Ông đi xét nghiệm test PCR rồi gặp bé Huyền. Rồi coi như là kết cái cô xét nghiệm này luôn. Rồi cua cô ấy luôn. Đúng không Vũ? Nói đúng đi. Dạ không, gặp ở tình huống khác. Trời ơi. Mà tới bây giờ thì thỉnh thoảng vẫn đem kim về chích hoài. Ủa là sao? Con sợ kim. Rồi cái đem kim về cái con canh ngủ ngủ á, tầm thầm lén kim bẻ kim bỏ một cái. Bị nhìn sao thì vợ mới chích chết đúng không? Dạ đúng rồi, hồi lúc mà trước khi cưới á là người ta có hay tầm soát trước tiền hôn nhân á cô, là con sẽ đặc biệt chú ý là phải lấy máu anh này để xét nghiệm HIV chứ. Quay trở lại với cái giai đoạn đầu, các bạn gặp nhau trong trường hợp nào và ấn tượng gì về nhau? Dạ tụi con thì gặp trong một câu lạc bộ tiếng Anh. Gặp vào tháng 5 2020 á, cô này thấy nhìn là mình thấy đặc biệt liền. Tại vì xung quanh người ta mặc đồ đó là thời trang rồi sinh viên cái kiểu nhìn đẹp lắm, mà có cô này nhìn cái mặc cái đầm màu vàng mà đi dép lào lọc sọc đó, cái mình nhìn thấy lạ liền, kiểu như là bông hoa dại trong một cái đống hoa hồng mới vàng vậy. Trời ơi, trong một cái đống hoa hồng. Cái tự nhiên ấn tượng quá. Rồi cái tới xin chào, cái có thể làm quen không? Tại thấy mọi người xung quanh nói chuyện rất là giỏi, cái bà này cái bà cũng im hoài, kiểu như mình muốn cho bà tự tin đó. Cái mình cứ dập cho bà mà nói chuyện hoài. Cuối buổi cái em con xin Facebook trong lòng, chỉ muốn là về phụ đạo thêm cho bà thôi. Với lại cũng cho nó đỡ buồn, tại vì con mới chia tay mối tình 7 năm, còn bà này cũng 5 năm, sau này mới biết. Rồi cứ nói chuyện qua lại vậy thì từ từ cứ dính luôn. Rồi còn con thì sao? Lần đầu tiên con gặp ảnh con ấn tượng gì ảnh không? Dạ thực ra thì lần đầu tiên con gặp anh á là con không có ấn tượng gì nhiều hết trơn á. Tại con mới vừa chia tay mới tình 5 năm con buồn. Cho nên là bạn con mới rủ con tham gia cái câu lạc bộ đó, chủ yếu để cho con khuây khỏa thôi. Thì con vô con mới gặp chồng cũng hay bắt chuyện vậy đó. Thì con nói là thôi cởi mở mình ra rồi mình cũng cho Facebook này quay nói chuyện qua lại cho đỡ buồn. Rồi sau đó thì hai đứa bắt đầu tiến tới xa nữa là lúc nào? Cái lần thứ hai gặp thì sau khi nói chuyện Facebook nhiều rồi đó, cái là con mới hẹn đi uống trà sữa. Lần đầu tiên là gặp cô là bởi anh, thứ hai là hẹn uống trà sữa. Nhưng mà lần đầu tiên hẹn hò. Rồi sau khi uống trà sữa thì cái bà rủ đi nhậu. Cái đô khác hẳn luôn. Con nghe bà nói trời ơi chứ quê em theo ba em nhậu hoài à. Cái con nghĩ là chắc cũng nhậu ghê lắm. Uống rượu không bia? Uống chai vodka Hà Nội. Đồ mạnh à. Đồ mạnh lắm chú còn kể đồ mạnh dữ lắm. Thôi. Chạy ngang cái bà kè có mấy sông quận 8 á, cái nói thôi ngỏ đây nhậu cho hương đồng gió nội anh ơi. Cái xong con mới cua gan ly, cua cái chai con nhấp môi cái bà trời mới giật cái qua. Ực. Ồ con thấy hết hồn rồi. Trời ơi. Ủa là trời luôn, chắc nay bị bà này bà luộc tại chỗ á. Sao hồi là hả con mới nhấp môi mấy cái là nguyên cái chai vodka nó hết luôn, mình bà uống luôn. Trời ơi, cái đô con dữ dội vậy không? Vodka mà con uống vậy là thứ dữ. Ủa vodka dữ lắm á nghe. Dạ thật ra là con không có biết gì nó. Con cứ nghĩ nó như rượu đế dưới quê thôi. Tại vì dưới quê con cũng hay uống, con cũng nhấp vậy nè. Bởi đó tại vì hứng với lại buồn quá. Uống luôn. Uống hết, mới chia tay mà đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, con uống hết một tăng luôn. Nhưng mà em đế với vodka thì cái nào nặng? Đế nó nặng hơn vodka đó. Trời ơi vậy đó hả? Đế nó nặng hơn vodka đó nghe. Nhưng mà đế thì con uống ít hả? Còn vodka thì lần đầu tiên con uống cũng thấy nó cũng bình thường lắm. Nhưng mà chết nào mày á. Dạ đúng rồi, cú sao. Rồi cú sao rồi sao? Cú sao rồi sao Vũ? Dạ cú sao cái... Cú sao thì cái con mới bắt đầu dê. Dê con dê sao hai ly, con có hai ly mà con chưa xỉn đúng không? Dạ con chưa xỉn, con tỉnh tranh thủ con dê luôn. Mà lúc đó bà con thấy bà hơi xỉn chưa? Trời ơi bà là xỉn muốn lầy lắm luôn rồi. Còn con dê hả? Dê. Ê bà, ông dê sao đâu Huyền, con nhớ không? Dạ con lúc mà con uống vô là con cảm thấy bình thường à, chứ khoảng 15 phút sau con bắt đầu thấm. Nó bắt đầu nó vô người rồi đó, rồi chóng mặt, say sẩm mặt mày hết trơn.
cái ảnh quay qua ảnh kêu bây giờ anh xin phép em lịch sự lắm, anh xin phép em cho anh ôm một cái nha. Ồ, đó là dê lịch sự đó. Dạ đúng rồi. Thì con cũng đồng ý. Kiểu giống như là hai người cùng chung một hoàn cảnh thì nó dễ đồng mình cảm. Với nhau. Dạ. Mà sao có con lùn quá tay con dê đúng không? Con lùn con dê ôm siết ép vô cái. cái xong rồi con nó giành hùng cái nha. Không chịu. Không chịu. Vậy là còn tỉnh đó. Cái xong cái ôm vài cái xong dắt đi về. Con còn không muốn dắt bà đi về đâu, bà đợi đi về. Tại ối. Ở chưa đó, cái xong bắt đầu đi về, cái xong rồi vừa mới bước ra cái ngọc ẹ mà ối. Cái rồi con xách xe ối tại quán đúng không? Không, có đó là nhậu nghe bờ kè. Là ối nghe bờ kè đúng không? Dạ rồi mình trời ơi, mà nghĩ sao mà hẹn hò chỗ đó, nước sông đen lên bền rác đến nó trôi mà không biết sao hơn. Hai đứa đó lúc đó thấy lãng mạn lắm rồi chú. Cái rồi dắt đi rồi ba ói cái 20 mét cái 30 mét anh dừng lại cho em ói cái xong mới dừng lại ói ẻ rồi cái tự nhiên lâu tự nhiên có con không có muốn chở ba về đâu, cái nghĩ trời tự nhiên cơ hội tốt rồi sao nhiên chở về xỉm rồi con tính về cho tới luôn, con tính chở đi đâu âm mưu liên tới con nói chung thì cũng có âm mưu tí rồi. Con chạy cái 20-30 mét cái ba ói nha, 2 mét cái xong rồi tới trước cửa khách sạn quận 8 cái dừng lại nó thôi giờ xỉn quá vô đây ngủ em ơi, nó có bà không nói gì cái bà nó ẹ á, mà chú tưởng tượng cái thùng rác trước cửa khách sạn á. Cái thùng rác nó dơ lắm, bà lại rồi cái tay bóp bệnh cái thùng rác nè ẹ cái xong bà lấy cái tay vừa mới cầm thùng rác mới móc vô ngồi mắt ẹ tiếp cái xong rồi ôi trời đi về chứ mình chảo lầy quá rồi, chảo bây giờ khách sạn cho bối nguyên đêm luôn, con mất hứng luôn thôi đi về mà bây giờ con cũng biết là bá xỉn thiệt cái bá giáo hội xỉn nữa, cái mà nghĩ sao mà bá xỉn bá không biết gì mà biết chỉ đường đi về, tại con mới lần đầu tiên con qua đâu biết đường đâu. Thì anh quẹo trái nè anh quẹo phải nè anh ơi, trái phải sao về tới nhà luôn, vô tới nhà còn thấy cái thùng rác trước cửa nhà nữa, trời ơi bá vô bá cầm hai tay thùng rác ối nữa, ối dữ vậy ta. Chơi phốt ca mà. Sau ngày hôm sau nghỉ làm luôn, trời ơi, có nghĩ trời ơi bà nội này là yếu mà ra gió nè, trời ơi nhậu yếu mà cứ đòi nhậu xét ghé cho ta luôn. Đêm đó là như là mất hứng luôn, đúng không? Nhưng mà bữa đó là con xỉn thiệt đúng không? Con xỉn, đầu óc con quay vòng vòng nhưng mà con biết. Con biết hết á, con biết ảnh nói gì, con biết ảnh âm mưu ảnh sao, con biết hết luôn. Ủa nhưng mà bữa đó nếu dụ như con không ói thì con có đồng ý cho ảnh đưa vô? Dạ con không đồng ý, tại vì là lần đầu tiên hẹn nhau con không có chấp nhận được cái điều đó. Dạ. Rồi có lần thứ hai, thứ ba nữa không? Có, con chơi nhiều lần lắm rồi không dụ được bà này. Rồi không có lần nào dụ được luôn. Lần thứ ba được không? Không được luôn, con kể tiếp chú lần thứ hai. Không có dụ được. Mới thê thảm. Trời một mới chạy rưu đai rồi đúng không? Con chơi khổ nhục kế luôn. Chơi khổ kế, bà đi làm về 9 giờ. Con thì con hay tập chạy bộ. Cái rồi con nhà ở Bình Chánh á, Bình Chánh Vĩnh Lộc A, bà này ở quận 8, bến xe quận 8. Cái con nói 9 giờ em về đúng không? Em chờ 9 giờ anh sẽ chạy bộ qua, anh dắt em đi ăn chè. Khổ nhục kế. Cái xong con canh đúng lần đó là chạy bộ qua thiệt 21 cây số. Nó trời mệt quá, mệt quá. Nay anh chạy đau chân quá, giật rút lum đó. Ăn chè xong giật rút lum. Em ơi cho anh ngủ lại. Anh đau đớn quá, giờ anh cũng biết sao về nữa. Giờ bắt ráp thì giờ không biết ráp là còn chạy nữa. Cái xong đó ba không cho vô, cho vô thôi, vô ngồi nghỉ xíu thôi. Nghỉ xíu thôi, cái rồi hết mồ hôi cái nó thôi cũng trễ rồi, cả 10 giờ mười mấy anh về đi. Anh về không nổi rồi sao giờ? Cái ông ấy anh vô khách sạn anh ngủ đỡ đi. Anh ngủ mình buồn lắm. Ô, anh vô ngồi chổng ngủ đi. Cái bả móc tiền anh nè, không có tiền đưa 300 vô khách sạn ngủ. Dù không được luôn. Không được. Mà đau. Đau đúng không? Đau luôn. Mình công nhận chạy bộ 21 cây số bộ. Trời, con lên kế hoạch đủ thứ vô tới này tới đây khoảng cách này phải nói gì nói gì nói gì biết vụ bà này cho bằng được không? Tính trước đây không? Tính trước bước không tới. Trước bước không tới luôn. Rồi lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba thì tỏ tình. Ông thì tỏ tình thì cũng định dụ bá rồi mà bá cũng chịu dấu nữa. Cái nhưng,
Nhưng mà mới đầu á cũng hẹn ra quán cà phê mà cũng vắng vắng người, cái không gian hai đứa rồi đó. Cái rồi con ngồi mới đầu nói chuyện phím rồi đó. Cái xong rồi con cũng nghĩ trong đầu là bây giờ cũng có những đứa bạn mối quan hệ mà cũng chơi giống vậy rồi, cái bạn bè nhau cuối cùng tới đâu đó. Cái bữa thứ ba con kiểu như con bất cần đời luôn, con hỏi giờ anh cho em hai lựa chọn. Một á em thành bạn gái anh. Hai á là đường ai nấy về, anh chặn Facebook. Cái rồi bà bắn ngồi bà suy nghĩ đâm chiêu một tiếng đồng hồ vậy đó. Cái rồi con ngồi cũng hối, cuối cùng cũng chịu. Nhưng mà dụ vô tiếp cũng không chịu. Không được. Có nghĩa là con thất bại cho đến lúc mà ngày cưới luôn hả? Thật ra thì cái lần đầu tiên thì sau khi mà làm cái đám gì quên này. Cái đám gì đó. Đám dạm hỏi. À chắc đám hỏi. Lần đầu tiên đám hỏi xong rồi bà mới chịu. Sau khi bà lụi con mấy mũi mới chịu. À tức là bà là muốn là con phải xét nghiệm. Con không có phải dính HIV. Không dính những cái đường lây qua đường kia. Thì mới chồng ý. Đúng không? Rồi bữa đó phải biết trước tặng bà cái kim được rồi. Để bà xét nghiệm trước. Đúng không? Rồi. Như vậy là bao lâu thì tụi con mới chính thức là yêu nhau? Lúc đó là yêu rồi đó. Năm không, là đám cưới bao rồi. Lâu thì mới đám cưới cũng năm sau đúng không? Cũng dạ cũng lẹ lắm, là gặp tới lần thứ ba thứ tư gì đó là cái lúc nãy trong quán cà phê là bà chấp nhận làm người yêu, là gặp lúc đó bà nội đang nằm viện. Dắt qua mắt ra mắt bà nội luôn. Nói này dạ sắp cưới nè. Bà là sao nè, bà la bà bị gài thế gì đó, bà không biết gì sao nữa, ngồi chịu luôn. Chứ bây giờ thằng nhỏ thất bại hoài, từ lần này qua lần khác cưới cho rồi. Chứ bây giờ mà nhịn tự biết tới chừng nào. Bởi vậy cho nên là khổ nhục kế với bà nội luôn. Hay nhỏ tội thiệt. Giới thiệu luôn nhỏ vợ con này ví dụ vậy. Mà tội nhất là cái chi tiết mà đưa 300 ngàn kêu đi khách sạn ngủ mình lên. Tội thiệt luôn. Rồi như vậy là tụi con cưới nhau được một năm mấy rồi. Đúng không? Dạ. Rồi ở bên nhau như vậy thì thôi bây giờ kể đi, đến cái phần tật xấu nè. Đó, bây giờ nãy giờ chú thấy con hồi im, con hồi quyền. Dạ. Đó, bây giờ nói cho chương trình biết tật xấu của chồng con là những cái điều gì. Dạ, tật xấu của chồng con á là ảnh bề ngoài người rất là vui vẻ, nhưng mà đôi khi con cảm thấy ảnh là một người đa nhân cách á chú. Là sẽ có hai con người trong một người đâu, dạ, con kể coi. Là sẽ có lúc á là hả, khi mà ảnh tập trung làm một cái việc gì đó là ảnh tập trung rất là cao độ. Ai đụng tới là hả, làm thấy ghê lắm, làm giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Hoặc là đụng chuyện gì buồn á là nhiều khi nói những cái lời mà làm người khác tổn thương luôn á. Còn một cái mặt còn lại là rất là nhây, rất là lầy. Hay giả, làm giới tính thứ ba lắm. Dạ. Cái từ đa nhân cách đó nó hơi là, thật ra nó là cái nó hơi nặng đó con. Dạ. Đó, cái việc mà họ tập trung và có những cái phản ứng nó hơi cáu gắt, cái chuyện rất là bình thường. Con cảm giác như là ảnh là một người hoàn toàn khác luôn. Không em, không có, cái đó có. Tức là vậy nè, khi ở một cái mặt kia là một người cực kỳ đứng đắn, cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ khó tính, đúng không? Dạ đúng rồi. Khó tính và khó chịu. Trong khi đó cái nhân cách ngược lại là lầy, nhây, hề hước. Đó, dạ, đúng không? Rồi. Là hai con người hoàn toàn khác nhau. Dạ đúng. Nhưng mà cái lúc mà ảnh nóng tính lên thì ảnh nói những cái lời tổn thương con. Dạ đúng. Nhưng mà sau đó khi ảnh bình tĩnh lại rồi, dạ, thì ảnh có thấy được cái hành động và cái hành vi của ảnh vừa rồi là cái lúc đó là nó sai, mà nó nặng lời với vợ, thì ảnh có xin lỗi con hay là có thể hiện một cái điều gì đó với con hay không? Dạ có, khi mà ảnh hay nóng tính, ảnh nói vậy đó là lúc đó là con tổn thương cũng buồn lắm, nhưng mà con sẽ im lặng. Tại con biết là vợ chồng mà hai người mà cãi nhau hết luôn á là sẽ bị cháy nhà. Cho nên là một đứa cãi, một đứa phải im. Và sau đó là anh nhận biết. Ảnh biết, khi mà ảnh bình tĩnh lại rồi là ảnh sẽ biết được mình sai chỗ nào. Rồi tự ảnh tự bi tự diễn hết trơn. Nhưng mà ảnh xin lỗi con ở nghiêm túc hay là cái người mà lầy? Dạ của người nghiêm túc con. Của người nghiêm túc. Dạ là sẽ... thì có thể là do không, bây giờ mình phải check lại. Bạn vợ nói con đa nhân cách có không? Con có cảm thấy mình là có hai con người cho một người không? Dạ đôi khi con cảm thấy vậy. Kiểu như con là mặt là rất là tập trung và rất là nghiêm, hoặc là con rất là vui vẻ, rất là con vui, con lầy cực kỳ luôn.
Nó là hai thái cực luôn á phải không? Dạ, chứ dạ, nó không dạ, có dạ, cái điểm mà ranh giới luôn á đúng không? Dạ dạ. Nhưng mà cái lúc mà con lớn tiếng và con nóng giận như vậy á, con có biết được rằng là mình đang ở trong cái trạng thái như vậy không? Tại vì thường á là con hay nóng giận lúc con hay làm việc thôi, tại vì con kiểu như con nghiện công việc á. Con hay tập trung nghiên cứu này nghiên cứu kia, hay đọc sách hay học hành như cái bà này bà về về bà cái hay bà lầy bà giỡn rồi đó. Cái đối với con lúc đó thì rất là khó tập trung vô, hả, tập trung vô là không muốn bị chọc phá luôn á. Thì con cứ quậu đó, con biết bà quậu, biết bà đang buồn, kệ, để mình làm xong đi rồi lại xin lỗi sao. À rồi. Ok, rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ là ở nhà nhìn thấy anh rất là đồ đạc rất là chỉnh chu nha. Dạ, mà ở nhà thì sao? Ở nhà thì cũng hơi bừa bộn chút xíu, tại vì đàn ông mà chút tại là đi làm về cứ hay móc đồ lên lung tung vậy đó. Con cứ kêu, con cứ càm ràm ca bài ca con cá là anh về anh móc đồ lên để nguyên một đống nhìn rất là bừa bộn mà nói hoài không có nghe. Còn ở dơ? Dạ ở dơ thì không ở dơ. Dạ cũng kỹ tính lắm. Tức là đi ra ngoài thì bóng bẫy lụa là gấm dốc, về nhà cũng có ấy hay làm ăn mặc thoải mái? Dạ ăn mặc thoải mái cơ, nhưng mà đi ra là coi còn trang điểm còn dữ hơn con nữa. Trang điểm gì? Ví dụ như là tóc tai quần áo, nước dầu thơm rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đầy đủ không thiếu cái gì. Còn ở nhà là thôi phè, không có quan tâm đến chuyện đó nhiều. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con nó Vũ. Huyền dạ, có những tật xấu gì? Vợ con tật xấu thì nhõng nhẽo, mà con nghĩ chắc phụ nữ nào cũng vậy thôi. Mà đeo riết giống như nãy con kể, đang học rồi cứ đi nghiên cứu cái gì cứ đeo, mà đeo kiểu con bậu luôn á. Đeo làm sao đâu? Nói ông vợ cưng vợ mật bội đang tập trung cái tối ngày ông vợ lại nhủi đầu nhủi ủi hoài luôn. Nhõng nhẽo á. Nhõng nhẽo. Mà đến nỗi mà con nó đi phải đi nhậu hay là đi cà phê với bạn cứ đúng 9:00 phút đúng 9:00 phút cái là nghe đây rồi bạn xung quanh nói rồi biết luôn vợ gọi đúng không, chứ giờ này không khách hàng nào mà gọi giờ này hết á. Cái riết rồi mang tiếng vũ dự cơ. Vũ dự cơ là sao? Dạ là vũ vợ kêu á. À, có nghệ danh là Vũ Diệu Cơ, là Vũ Vợ Kêu. Trời, nghe tên hay bộ. Tên Vũ Diệu Cơ tên giống như một cái tráng sĩ nào đó trong phim á. Đó. Giống một tráng sĩ rồi đó. Dạ ông nói đâu xa, mới hôm qua thôi. Mới hôm qua đang nhậu. Con với cậu ông, một ông ngồi kế của tên Vũ luôn. Trời ơi, con 9:00 phút, ổng là 9:05 phút. Trời ơi, cái hai bạn đó, trời, hai ông này, hai ông Vũ Diệu Cơ, Vũ Diệu Cơ 1, Vũ Diệu Cơ 2. À, dễ thương. Ông thiếu 5, ông Diệu 9:05, ông 9:05. Rồi còn cái gì nữa nè? Tiền bạc ở nhà đam mê sao? Gì không? Vợ con có cái đam mê gì không? Vợ con thì cũng đơn giản, có không đam mê gì nhiều. Có mê tiền không? Trời ơi, cái vụ mê tiền là mơ. Sao con, sao? Con kể cô cái bả không mê tiền. Bả mê vàng thôi. Ồ, chà, chắc là mua vàng để dành dữ lắm đúng không? Trời ơi, mà hả, đến nỗi mà bóc lột chồng luôn á. Bóc lột chồng, chừa chồng có mấy triệu bạc mà đi ăn, nhiều khi để bạn bè bao không. Cái tháng gì? Cho được nhiêu? Trời ơi, tháng cho được 4 triệu, 5 triệu bỏ túi. Rồi bả còn giữ mớ riêng để bả xây sở gì đó. Cái rồi bao nhiêu tiền đó là bả lấy mua vàng hết. Quy thành vàng hết luôn. Mà cho đến bây giờ bả giấu vàng đâu con cũng không biết nữa. Bả giấu độc chiêu lắm. Vợ con bị nghiện vàng rồi. Nghiện vàng rồi, nhiều khi có giấu vô cái ôm. Giấu cái ôm cái lọc cọc nó. Em thích ôm vàng ngủ. Ôi. Mê vàng. Giống như cái kịch cổ điển Lão Hà Tiện. Lão Hà Tiện mà mê tiền á, mê tiền là phải ôm ngủ vậy nè. Đó rồi ủi tiền cho sạch rồi này cái nọ đó. Ủi tiền là nhân vật thời nay luôn á. Rồi sao? Còn mê gì nữa không? Còn à, ngoài ra thì còn cái tật xấu gì nữa? Bả có tật xấu kiểu như là hay lên đồng á. Lên đồng? Ủa có căng hả? Con không biết có căng không nữa mà hả. Bả kể lâu bả kể mấy chuyện tâm linh rồi. Cái lâu đang ngồi nhau nè. Cái một cơn gió lạnh mùa đông thổi vào le lắc le lắc cái. Ủa nhưng mà bộ con khoái cái vũ lắm hay sao? Không, đó giờ từ lúc mới gặp tới giờ là vậy luôn. Mà con có sợ cái đó không? Con sợ lắm. Vậy chắc nhiều khi con sợ cái nó hù con đúng không? Ủa nhưng mà vậy rồi có người nào là bà diễn là có ai nhập vô người bà không?
con cũng không biết nữa, cái rồi xong con cũng sợ rồi, sao lại con diễn theo. Rồi tên gì, họ tên gì, khai báo tên tuổi, đến từ đâu, sao chết. Lúc đó không chừng phải sợ lại á, hai chồng đóng kịch ma luôn. Rồi con còn sợ gì nữa không, con còn sợ gì mà bả cố tình là bả tròn con á? Sợ kim. Kim sợ kim đó, sợ kim nó lấy mang... bẻ kim hoài đó, cho nên là mang kim về hoài hả? Là con cố tình con tròn ổng đúng không? Dạ đúng rồi. Con biết là đó. Sợ kim cho nên là cố tình mang kim về, còn ma. Ông này á là lén cứ vợ ngủ là bẻ kim. Mà con không hiểu sao mà cây kim mà bẻ làm đôi được luôn đó, nó sợ quá. Đã, đó, sợ con quá sợ đó, mạnh đó. Rồi biết chồng sợ ma, kể chuyện tâm linh có rồi... kể không? Dạ có kể đó, cơn gió thổi qua đó nhẹ nhẹ rồi mà đặt đó. Rồi giả lên đồng nữa, lên cốt rồi không diễn ghê lắm. Không mà nhiều khi con biết phải có năng lực thực sự không, kiểu như lâu lâu anh nói anh có biết lực hấp dẫn không, lâu có attraction gì đó, là khi mà mình nghĩ cái gì đó tới thì cái đó sẽ đến. Nhưng cái có một buổi sáng ba nằm mơ nó tám này mà xe thô như 86 hay gì đó, cái gì nói ok bữa này là em mơ thấy mỗi giấc mơ kỳ lạ số 86 nha. Cái tự nhiên tối hai chở chở vợ đi chơi, cái có ông với số vô mời hoài, cái bó ngó 86 rồi mới lấy mà mua luôn. Qua ngày hôm sau chúng ít cũng không nhiều, nhưng mà nhiều khi con nghĩ con sợ luôn á. Rồi bà nghĩ tới nhiều khi trước định mua bàn ủi, cái tự nhiên cái bà nghĩ tới cái bàn ủi, nói em đang sử dụng năng lực siêu nhiên, em hút cái bàn ủi về nhập về mình á. Cái qua ngày hôm sau cái có bàn ủi, bà nghĩ tới cái ghế đó ngồi trong nhà, cái mấy ngày sau những có người cho ghế. Ôi. Cái tủ lạnh, có tủ lạnh luôn. Coi như cái con cũng biết mà có năng lực siêu nhiên thì không nữa. Hay là em tự động em mua rồi em kêu shipper nó giao? Dạ không, có người tặng chứ. Người quen biết tặng luôn. Dạ. Con nhìn chú con thấy ngày mai chú có được ai tặng chú gì không? Rồi bây giờ con mong muốn Huyền thay đổi điều gì? Thực ra thì vợ con là hoàn hảo nhất rồi, con cũng không muốn thay đổi gì nữa. Không muốn thay đổi gì luôn? Dạ không, vậy giữ nguyên vậy đó. Hai dạ. Hai đứa có em bé chưa? Dạ cũng mới biết tin hôm qua. Có tin vui hả? Dạ. Wow, chúc mừng nha. Để con có nghĩ tới không? Trước đó là con có nói là anh ơi em thấy là mình có em bé không? Dạ con là con hù ảnh từ lúc con mới vừa cưới về, là con hù luôn tới bây giờ mới có. Dạ. Rồi con có muốn chồng thay đổi gì không? Dạ con thì con muốn chồng á là bớt khi mà nóng giận á, biết kiềm chế bản thân mình lại, đừng có buông những cái lời mà tổn thương người khác. Dạ. Vậy là con muốn chồng con một nhân cách thôi phải không? Dạ. Đừng có đa nhân cách. Có thể cân hòa được giữa hai con người. Thật ra như thế này nè, con biết cái tính ảnh rồi. Thì những cái lúc ảnh tập trung nên để cho ảnh có một cái khoảng thời gian để ảnh chỉ tập trung thời cái công việc, là công việc chứng khoán. Là phải thường xuyên theo dõi những cái tỷ giá, tất cả mọi thứ nó rất là căng thẳng con. Nó rất là căng thẳng. Nên chính vì thế là chú nghĩ con nên để cho ảnh một mình ảnh để giải quyết những cái việc đó. Rồi sau đó khi xong việc rồi bắt đầu muốn tròn cái gì đó, muốn lên đồng lên cốt hay muốn giỡn cái gì đó thì thoải mái, đúng không? Dạ. Đó. Dạ riết con sợ, con phải thức dậy lúc 1 giờ sáng mới con nghiên cứu tới 5-6 giờ. Lý do ngày nào cũng vậy luôn. Tại con sợ bị báo làm mất tập trung hoài á. Đó. Con làm như vậy á, ảnh sợ ảnh sẽ thay đổi cái thói quen và thay đổi với thời gian, thì vô hình chung cái đồng hồ sinh học của ảnh nó thay đổi. Yeah. Cái đồng hồ sinh học của ảnh nó thay đổi như vậy thì nó cũng không nên, ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều nha. Không, nhưng mà vấn đề là bây giờ trong thời gian này nếu mà vợ con lại đang có tin vui á thì chắc là con phải chịu khó, là con phải dung hòa hai cái việc dạ, đó luôn. Con cũng cố gắng nhiều luôn. Đó, chứ không là vợ con thành đa nhân cách thế cho con. Yên tâm đi, có em bé rồi thì chú nghĩ là con không có đa nhân cách đâu, chỉ có một nhân cách thôi. Đó là tất cả đều tập trung cho đứa con của mình. Dạ, đúng rồi. Nghe. Rồi. Rồi, cảm xin ơn cảm hai ơn đứa hai con nha. Nghe. Dạ. Bây giờ